Và chúng ta nghĩ rằng mình tạo ra được vaccine là mình phòng ngừa được nó hả? Thực sự không đâu, tại vì nó ra trước mình đến một năm hơn sau mình bắt đầu đi tìm được nó. Thì khi mình tìm là mình đã thua nó tới một năm rồi. Huống chi nữa là chúng ta phải biết rằng cái nguyên tắc của vũ trụ là luật bảo toàn năng lượng, luật bảo toàn năng lượng và là luật hấp dẫn. Vậy thì nếu như khi ở bên trong cơ thể của mình mà nguồn năng lượng tích cực luôn luôn được duy trì, luôn luôn được thông thoáng, thì bảo đảm những cái gì không tích cực nó sẽ không đến với mình. Thấy không? Và theo luật bảo toàn năng lượng thì khi cái không tích cực đến, tức là cái tích cực nó đến, và cái tích cực nó càng đến nhiều bao nhiêu, nó càng hấp dẫn bao nhiêu, nó càng làm mạnh lên bao nhiêu, thì cái không tích cực, cái tiêu cực nó sẽ bị đẩy ra xa bấy nhiêu và yếu bấy nhiêu. Thì đây là một cái cách để bảo vệ mình một cách rất là tự nhiên. Và phải từ cái bên trong, từ cái ý thức nuôi dưỡng, ăn uống, tập luyện, hít thở và sự có mặt trọn vẹn cho mình. Còn nếu như chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta luôn luôn hướng tâm ra ngoài, chúng ta ăn đồ chết, chúng ta nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn đau khổ, bằng những cái độc tố hóa chất, bằng sự mất cân bằng trái tự nhiên, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chiêu cảm những cái năng lượng rối loạn, mất tự nhiên, mất quân bằng, bệnh tật nó đến với mình. Được hấp dẫn, và khi những cái năng lượng tiêu cực nó đến với mình, càng nhiều bao nhiêu thì cái năng lượng tích cực trong mình nó sẽ giảm bấy nhiêu. Những cái năng lượng tích cực từ ngoài, thức ăn, thức uống, môi trường nó sẽ đến với mình ít bấy nhiêu. Và như vậy nếu chúng ta không tỉnh giác để quay lại, để chặn ngay lập tức, thì càng ngày nó càng vật mình, càng ngày nó càng đè mình. Và những cái năng lượng tích cực muốn vào mình, muốn hỗ trợ cho mình cũng rất là khó khăn, rất là ít ỏi. Tại vì luật bảo toàn năng lượng là khi cái xấu nó đã trấn áp, nó đã lấn áp mình rồi, nó đã đến với mình rồi, thì cái tốt nó sẽ rất yếu và rất xa. Thành ra chúng ta thấy trở lại là cái vấn đề phải ý thức được cái thức ăn, cái môi trường, cái tâm thức, tất cả đều là cái nguồn để nuôi dưỡng, để duy trì mình hết. Chứ mình đừng nghĩ rằng mà mình chờ có cái nguồn vaccine. Bảo đảm quý vị, nguồn vaccine đúng, nguồn vaccine đúng theo những cái con virus bình thường. Tại vì thực ra nếu mà nói đúng, con virus gây bệnh cúm nói riêng và đường hô hấp nói chung, thông thường nó sẽ ở xứ lạnh và mùa đông. Nhưng mà chúng ta thấy cái cô nàng này là xuyên suốt từ mùa đông tới mùa hè, từ xứ lạnh đến xứ nóng. Vậy thì nó đã không đúng rồi. Tại sao? Tại vì chúng ta đã làm quá trái luật vũ trụ rồi. Chúng ta đã can thiệp, chúng ta đã quấy phá cả cái vũ trụ, cả cái từ trường rồi, cả cái cách nuôi dưỡng bên trong của mình và lẫn bên ngoài cái môi trường. Đấy, cái thứ hai là nó sẽ thay đổi rất nhanh, nó đột biến rất là. Tại sao? Tại vì cái tâm thức của chúng ta cũng thay đổi, cũng dao động quá nhanh, quá là, quá rắc rối. Và chúng ta nghĩ rằng mình tạo ra được vaccine là mình phòng ngừa được nó hả? Thưa quý vị, không đâu, tại vì nó ra trước mình đến một năm hơn sau mình bắt đầu đi tìm được nó. Thì khi mình tìm là mình đã thua nó tới một năm rồi. Chứ đừng nói là nó thay đổi từng sát na, từng tích tắc. Vậy thì khi mà mình tạo ra được một cái vaccine thật, khi hệ miễn dịch của mình nó thật, nó sinh động, thì nó còn linh hoạt để nó nhận diện những cái yếu tố của con virus đang đột biến, đang thay đổi, để nó đối phó. Đằng này mình đưa cái đồ giả vào mà nó đã cố định như vậy, thì làm sao mà nó có khả năng để mà nó chống lại với một cái anh chàng thật rất là tinh ma và thay đổi rất là nhanh. Và chưa kể nữa, theo cái nguyên tắc là gì? Theo cái nguyên tắc là bạo phát, bạo tàn, những cái con virus là những cái con mà nó sinh sôi nảy nở rất nhanh khi nó gặp điều kiện thuận lợi. Ngược lại, nếu nó không gặp điều kiện thuận lợi thì nó cũng sẽ bị hủy diệt, bị chết rất nhanh. Và đây là lý do tại sao hầu hết tất cả những bệnh virus người ta không cần phải điều trị, người ta chỉ cần quan sát và hỗ trợ những cái triệu chứng mà thôi. Thì tự động không cung cấp đầy đủ điều kiện và nguyên vật liệu thì nó sẽ không sinh sôi nảy nở được, nó sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà cái con này thì chúng ta thấy rằng nó có cái điểm mà chúng ta hơi bị thua, tức là cái giai đoạn ủ bệnh. Giai đoạn ủ bệnh của nó lâu,
giai đoạn ủ bệnh của nó lâu, thành ra mình chủ quan và nó đã vào cơ thể mình. Nó bắt đầu nó nằm đó, nó ẩn đó, nó điều tra, nó thêm và nó đối phó. Thành ra khi mà mình không tỉnh giác để phát hiện nó thì nó đã lấn sâu và nó đã biết hết tất cả mọi cái ngõ ngách, tất cả mọi sự vận hành trong mình rồi. Thì như vậy nó sẽ làm chủ mình dễ dàng hơn, khống chế mình dễ dàng hơn. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy chúng ta phải hiểu đặc tính của từng con. Và bây giờ khi mình tạo ra những cái thuốc vaccine này và mình lại sử dụng những cái đồ giả. Cái đồ giả này nó vẫn là những cái protein, những cái tổng hợp từ phòng thí nghiệm, thì nó cũng gần giống như những cái vitamin hay là những cái thuốc tây mà mình sử dụng. Nó chỉ có giá trị tạm thời, ngắn ngủi thôi. Tại vì cơ thể chúng ta là tổ hợp của hàng tỷ tỷ tế bào, là hàng tỷ 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 những hợp chất hữu cơ. Vậy thì mình không thể nào dùng những hợp chất vô cơ để mà duy trì sự sống tồn tại của nó một cách đúng đắn được hết cả. Thành ra quý vị thấy bây giờ quý vị bị bệnh đau nhức, bị bệnh đường cao, mỡ cao, máu cao, rối loạn nội tiết, chúng ta có thể sử dụng những cái hóa chất tổng hợp cái phòng thí nghiệm để điều chỉnh nó lại cho nó đúng đắn như tự nhiên không? Thưa quý vị không? Nếu được như vậy thì con người chẳng cần phải cần thức ăn, thức uống, chẳng cần cây cỏ, chẳng cần môi trường. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không làm được điều đó. Vậy thì những cái con virus này nó sẽ thay hình đổi dạng rất nhanh vì cái tâm thức của chúng ta, vì cái nhận thức của chúng ta, vì cái chủ quan của chúng ta. Mình nghĩ rằng mình có thể đi trước nó, mình khống chế nó. Nhưng mà mình không biết rằng chính kháng thể của mình, chính những cái kháng thể của mình tấn công chính những tế bào của mình, đó là bệnh tự miễn càng ngày càng gia tăng, dị ứng, thấp khớp, bệnh lupus ban đỏ, vân vân. Càng ngày những cái bệnh tự miễn này càng gia tăng bởi vì cái nhận thức của chúng ta quá sai lầm, cái cách nuôi dưỡng của chúng ta quá sai lầm, quá mất tự nhiên, quá rối loạn. Thành ra chính những cái kháng thể do cơ thể mình tạo ra và tấn công là chính những tế bào sống của mình. Huống chi bây giờ là mình lấy một cái vật thể giả để mình kích hoạt, mình tạo ra kháng thể mà mình đòi hỏi nó có thể chống lại được một cái con mà nó phát triển quá nhanh, nó thay đổi quá lạ. Vậy thì cái cách mà chúng ta phải hiểu để chúng ta đừng có nghĩ rằng mình dựa vào một cái bên ngoài. Khi mà chúng ta cứ nghĩ mà chúng ta dựa vào bên ngoài, dựa vào cái trí thông minh và khoa học kỹ thuật để mà mình có thể đối phó với nó, mà mình không chịu quay vào để lắng nghe mình, để nuôi dưỡng, làm tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, đó là trước hết. Mà khi mình biết rằng mình muốn nuôi dưỡng mình đúng đắn, tăng cường cái hệ miễn dịch đúng đắn của mình, thì mình bắt buộc cần phải có những thức ăn, thức uống, môi trường, từ trường bên ngoài đúng đắn và tốt đẹp. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại thì có tất cả những cái nguồn nguyên liệu của vũ trụ từ bên ngoài, đất, nước, không khí, môi trường, từ trường của mình có được hay không, hay là mình đang càng ngày càng hủy diệt, càng ngày càng làm rối lên. Vậy thì trong cái nhận thức, trong cái nuôi dưỡng của mình, chúng ta phải ý thức được điều này. Và chúng ta cũng phải làm sao thấy được sự bình đẳng, chứ không phải là mình nghĩ rằng mình thông minh, mình mạnh mẽ là mình có thể đàn áp, ức chế những cái con vật khác nó kém thông minh hơn mình. Mình lớn hơn, mình đàn áp những sinh vật nhỏ hơn, hay là mình lạm dụng tài nguyên môi trường, cây củ quả trái hạt, thì mình đang tự làm rối loạn chính mình. Do vậy nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta không chịu thay đổi cái nhận thức của mình trong cách nuôi dưỡng, trong cách sinh hoạt, thì chúng ta đừng bao giờ mong rằng mình có thể vượt qua. Còn ngược lại, nếu chúng ta ý thức được điều này, chúng ta thay đổi cái nhận thức, quay trở về, chỉ nội mình quay trở về, có mặt cho mình trọn vẹn, trân quý đời sống của mình, chăm sóc nuôi dưỡng mình đúng đắn, thì đó là một cái tích cực tốt đẹp trước hết để tạo ra những cái sự cộng hưởng năng lượng tâm thức mà nó lan tỏa ra môi trường, để cho tất cả những loài xung quanh được cảm nhận được cái sự bình đẳng, cái sự trở về, cái sự nuôi dưỡng đúng đắn, cái trật tự của vũ trụ tự nhiên. Thì lúc đó cái năng lượng tích cực trong mình càng có nhiều bao nhiêu thì cái năng lượng tích cực ở bên ngoài vũ trụ nó sẽ gia tăng bấy nhiêu. Và khi năng lượng tích cực có mặt càng nhiều bao nhiêu thì những năng lượng tiêu cực sẽ có mặt ít bấy nhiêu. Năng lượng tiêu cực mà ít bao nhiêu thì những cái sinh vật gây bệnh, hiểm họa,
thảm họa, vân vân, nó sẽ giảm dần. Dịch bệnh nó sẽ giảm dần, nó sẽ biến mất. Thì như vậy đó là một cái cách rất tự nhiên, chứ mình không chống phá, mình không đàn áp. Thì đó là những cái cách mà chúng ta cần phải ý thức.